đến hẹn lại lên. Thì năm ngoái, năm 2023, thì thời điểm này là mình bán quạt nước Hagari rất là nhiều. Thì hôm nay là tháng 3 năm 2024 rồi. Như vậy là cũng là một năm trôi qua, lại mùa nóng lại đến với anh em rồi ha. Một cái mùa phải nói là cực kỳ là khó chịu đúng không ạ? Thì đây là cái giải pháp mà thông minh nhất, cái giải pháp tiện lợi nhất với cái giá cả hợp lý phải chăng, để anh em mình sử dụng gia đình hoặc là quán xá hoặc là cửa hàng vân vân, thì đều sử dụng với một cái chiếc quạt làm mát đến từ thương hiệu của Hagari. Thì hôm nay bên em mình sẽ về có hai mã nha anh em, hai mã nhá. Mã model là HK86, tức là cái mã này là 80 lít này, mã này 80 lít này nhá. Mã 80 lít là mã cực kỳ là lớn rồi, anh em có thể là sử dụng quán xá hoặc là cửa hàng này vân vân này ha. Đây công suất của nó anh em này, công suất là motor là 200W này, điện 220, 19,5 kg nhá, và lực gió tiêu thụ là 8.600 m³/giờ và 80 lít nhá, 80 lít ha. Thì con này chiều dài của nó là 6136 và chiều cao là 115. Này là phải nói là rất là cao cấp, và màu xám nhá, green. Còn đây là màu xám này. Còn mẫu này là mẫu Hagari, mẫu này là 50 lít nha. Này cũng màu xám luôn. Này là màu trắng xám này. Đây. Này là 50 lít này nhá. Công suất là sử dụng điện 220 này. Đấy, lượng gió là 5.500 này, mét khối này. Công suất là 135W này. Đấy, 50 lít này. Cái mẫu này, mẫu 50 lít, cái mẫu này thì về cũng được gần 100 con. Còn cái mẫu 80 lít này thì về được khoảng tầm 50 con thôi, không có nhiều. Thì cái chương trình hôm nay là cái giá cả rất là phải chăng cho anh em. Thì đầu tiên thì bên mình sẽ khui cái máy Hagari mẫu 80 lít cho anh em nhá. Mẫu này là mẫu 80 lít này. Giá thị trường thì rất là cao nha anh em. Giá ở trong các siêu thị, các shop điện máy người ta đang bán tới 3,6 triệu ha một cái máy này, nhưng mà bên mình thì giá rất là rẻ anh em ha, cực kỳ rẻ luôn. Ở đây thì anh em thấy nó đóng gói này ha, nó đóng gói rất là chuyên nghiệp. Khi mà hàng vận chuyển đến nơi thì anh em được khui này, được khui hộp ra này, và anh em được test máy thoải mái nha anh em. Anh em được test thoải mái nha. Đây, đây là cái HK86 này. HK86 bảo hành motor của nó là 12 tháng bảo hành nha. Rồi. Rồi nó quá đã anh em này ha. Anh em thấy không? Trời ơi cái quạt này. Quạt này thì phải nói là siêu phẩm. Quạt này chỉ có là cái mùa này là mùa giải pháp mà là như vậy, là làm mát cho anh em này. Quạt này thì mình thấy này, mình thấy ở đây nó thiết kế cho mình này. Khi mà những các bác nào mà lớn tuổi á, đây, các bác lớn tuổi, các bác rất là dễ dàng để mà vận hành máy, cũng như là như vậy là vấn đề là vệ sinh máy này ha. Nó có cái vặn nhựa này rất là dễ dàng để mình tháo cái nắp này ra ha. Rồi, quá đã này, hai bên này. Đó, rất là dễ ra. Khi mà mình mở cái nắp này ra thì mình chỉ cần bỏ này và mình lấy nó ra là được ha. Khóa lại, vặn ngược lại, đơn giản thôi. Màu này là màu 80 lít nhá. Màu 80 lít này, quá là đã luôn. 80 lít, trời ơi, nó quá là đã luôn. Thương hiệu Hagari này nhá. Hagari, đây, mắt, đây là cái phần kính này. Kính Sapphire, rất là sang trọng nhá. Động cơ dây đồng này, nguyên chất này. Lọc kháng khuẩn, khử mùi này. Thân nhựa ABS cao cấp này, độ ẩm rất thấp này. Mặt kính cường lực cao cấp. Nói chung là nói tóm lại là cái này thì anh em có thể sử dụng mát hoặc là trang trí gia đình. Nói chung là vào trong nhà mình rất là khang trang đúng không ạ? Đấy, nhà mới thì cũng phải sắm cái này, và nhà cũ thì càng phải sắm hơn ha. Rồi, ở trong này thì nó có phiếu bảo hành của hãng này, là bảo hành 1 năm nhá. Có phiếu bảo hành. Đi kèm là có hai bình đá khô. À, hai bình đá khô ở trên này nó có lọc này, quay lên em. Đây là có lọc này, nước đồ này nó có lọc này ha. Lo lo mình vệ sinh nó đi ha. Rồi, máy đi kèm có là hai bình đá khô này. Đấy, đá khô này mình bỏ trong tủ lạnh, mình bỏ ngăn đá để cho khô đến khi mình dùng nhá. Rồi, đi kèm xem là nó có này, bánh bốn cái bánh để mình di chuyển. Này bánh này. Bánh bằng kim loại nhá. Rất là xịn sò luôn ha. Rất là chắc chắn luôn để mình như vậy là di chuyển đi này, ốc việc đầy đủ. Khi mà mình về, nói chung là mình về thì mình sẽ bỏ vào và mình sẽ test máy nhá. Nói chung là anh em cứ được test máy thoải mái, tới nơi thì anh em mình thanh toán tiền nhá. Rồi. Ở trên này, thì về cái vấn đề đổ nước này, đổ nước thì anh em có thể là đây. Đây là cái nắp đổ nước này anh em này. Đó, nắp đổ nước trước không này, mình đổ nước từ đây. Ở đây nó có báo nước này, maximum này, bọc lên tới đây ha, là đổ nước từ đây. Rồi, đảo chiều muốn sang trái sang phải đều ok. Đó, đổ nước ở đây hoặc là mình có thể đổ từ trên này xuống cũng được ha. Rồi. Về ở đây thì nó có ba cái công tắc này ha. Đầu tiên thì công tắc 1 2 3 tức là nó có 4 cấp số này, 1 3 4 cấp số này nha. Rồi, bên này thì là bên
khi mà mình bật on, tức là chế độ bơm, bơm nước nó sẽ tự động bơm lên nhá, tự động bơm lên, và mình off thì mình sẽ tắt thì nó sẽ không bơm nước nhá. Ở bên này thì cái chế độ là đảo chiều sang trái sang phải vô ra ha. Đấy, để làm cho cái phòng mình nó có điều hòa, nó mát đi mát xuống mát lại ha. Rất là ok luôn. À, thì nó cũng đơn giản thôi, toàn là tiếng Việt cho, không có tiếng Anh, bởi vì hàng này là hàng Việt Nam ha. Hàng xuất khẩu Việt Nam cho nên là về cái công suất, về cái phần nhựa, về chung về tất cả mọi thứ thì nó đều là ok nha anh em. Quá là ok luôn. À, cái màu này thì hiện tại bên em mình đang hỗ trợ giá cho anh em nhá. Giá của thị trường đang là 3.6 triệu đến 4 triệu đúng không ạ? Nhưng mà giá của bên mình là 2.800.000. 2.800.000 là anh em sở hữu ngay 80 lít nha. À, giá rẻ hơn thị trường cả tầm 1 triệu, không ít đâu nha. Rẻ hơn thị trường tầm 1 triệu, anh em cứ chờ hàng 3 đến 4 ngày là anh em nhận hàng là có cả triệu bạc. À, đi ăn nhậu thoải mái rồi ha. 2.8 triệu bao ship cho anh em về đến tận nhà. Tem chế độ bảo hành này bên này, tem bảo hành bên em 1 năm bảo hành nhá. Đấy, tem đầy đủ của hãng luôn. Này là máy chính hãng nhá, tem bảo hành đầy đủ cho anh em, chứ không phải là hàng như là hàng chợ, là hàng trôi nổi ở các cái thị trường. Đấy, cho nên là rất là chất lượng nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành như vậy là test máy cái quạt này cho anh em này. À, anh em thấy là cái quạt này nó đã lắm anh em. Thật sự là nó đã nhá. Giá rẻ thị trường cả triệu bạc rồi. Anh em cứ mạnh dạn mà mua hàng nhá. Rồi. Wow. Ở đây thì còn có số 1 này. Anh em ở đây là số 1 này nhá. Số 1 này. Số 2 này. À, số 3 này là cái số nó mạnh nhất, cực kỳ mạnh luôn. Trời ơi, nó mát. Mùa này thì chỉ có là cái quạt này thì mới là mát với anh em thôi, rất là mát nhá. À, bên này thì chế độ đảo chiều này. Ở đây đảo chiều này, à được chưa, đèn này. À, đèn đảo chiều vô ra trái phải ra. Còn nếu mà mình muốn đứng thẳng á thì mình sẽ dừng off này. Off là nó đứng thẳng nha. Còn on là nó đảo chiều vô ra, đảo chiều vô ra ha. Ở đây nó có đèn LED ngủ luôn. Đấy, đèn này là tối là nó cực kỳ sáng này. Ở bên này là chế độ bơm nước này. Ui giời ơi nó mạnh. Ui giời ơi nó mạnh mạnh kinh khủng luôn anh em. Đó. Rồi, về cái chế độ bơm nước thì anh em cứ đổ nước vào đây cho em nhá. Anh em cứ đổ nước vào đây. Đổ đầy vào đây và anh em sẽ bật cái công tắc này là nó sẽ bơm nước lên nha, nó sẽ bơm nước lên. Và bây giờ thì mình sẽ test cái chế độ bơm nước này. Ở đây mình đổ một xô nước đi, đổ vừa vừa nước nhá. Đây, test cho anh em để anh em xài kiểm tra máy luôn. Đây, khi hàng về là anh em lưu ý cho em là hàng về là anh em được đổ nước vào. Đây. Đây, đổ vào xô nước vào đây. Ô rồi, mát chao. Rồi. Ok, rồi. Đấy, đổ nước vào ha. Ở đây nó có báo nước này. Bây giờ thì mình sẽ bật cái chế độ bơm nước lên. Đây, chế độ bơm này. Đây. On này là bơm nước, nó sẽ bơm từ cái bồn này. Đây, từ cái bồn này nha, nó sẽ bơm lên đây này và nó sẽ tạt xuống đây ha. Tại vì cái này nó to quá mà mình đổ có xô nước nên là nó chưa có như vậy là chưa có đủ cái lượng nước để nó bơm lên đấy anh em nhá. Đấy thì anh em cứ đổ nước vào đây. Đổ đầy vào đây và bật on là nó sẽ bơm lên ha. Khui cái máy này thêm cho anh em này, đây là cái mẫu này màu nhỏ ha. Mẫu này thì anh em mình dùng gia đình vân vân. Nói chung là hoặc là anh em công nhân mà dùng phòng trọ thì là cái giải pháp gọi là thông minh nhất trong mùa nóng này. Đấy thì hôm nay mình khui cái máy này luôn. Con này thì nó nhỏ hơn, con này thì nó 40-50 lít nha. Con này không kém phần sắc sảo đâu, con này rất là đẹp. Này mẫu này thì bên mình đang bán rẻ hơn thị trường khoảng tầm 500 nha. À, các cửa hàng điện máy đang bán là 2.350.000 nhưng mà bên mình bán rất là rẻ cho anh em luôn. Đây khui cho anh em xem luôn. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này là mẫu 50 lít. Đây, 50 lít nha. Hàng rất là đẹp này. Đây, công suất là 135W này nha. Thì cái này là nó cũng kính cường lực, nó rất là đẹp. Kể cả anh em mình mua về trưng hay là sử dụng, nói chung là nó tóm lại là gia đình thì tuyệt vời luôn. Con này giá thị trường rẻ hơn, để cho chú đi. Con này giá thì thị trường nó rẻ hơn khoảng tầm 500 nha. Giá hiện tại thì bên mình sẽ bán cho anh em mình với giá là 1.800.000 này. Giá thị trường của nó là 2.350.000. Cất tất cả các cái cửa hàng, các cái siêu thị điện máy đang bán 2.350.000, chứ bên mình bán là 1.800.000 này. 1.800.000 bao ship nha. Con này 50 lít này, bánh này. À, bánh của nó là bánh kim loại này, rất là cứng cáp này, 4 bánh này. Rồi 2 viên đá này, đá khô này nha. Bảo hành cho mình 1 năm này, hàng chính hãng này. Rồi con này là thương hiệu của Hagari luôn. Ở bên này thì công suất là 123 này, là cái chế độ gió này. Đây là làm mát này, tức là mình bật vào. Nhớ ấn vào nhá, làm nước là tự động bơm lên. Còn khi mà mình không muốn sử dụng nước thì mình sẽ ấn nó vào thì nó sẽ không bơm nhá. Còn bên này là đảo chiều vô ra này. Ở đây công tắc này, đó, mình bấm vào nha.
Đó, mình bấm vào là nó vào là nó đảo hướng đảo chiều nhá, còn mình ấn ra thì nó sẽ là đứng thẳng nhá, cho nên là anh em mình lưu ý cho em nó rất dễ dàng thôi. Đây sẽ đổ nước vào để test cho anh em mình luôn. Đây. Là nhiều nước, hầu như các sự kiện rồi là các quán xá lớn thì người ta sẽ dùng cái động cơ này nhiều hơn. Đây đủ nước là nó sẽ bơm lên này anh em, đây nó sẽ bơm lên, và khi mà cái hơi nước rất là mát, rất là dịu khi mà về cái mùa nóng như thế này thì mình nên sử dụng cái quạt này. Đây nó sẽ bơm và nó sẽ tràn sang bên này, đó đẩy nước nó sẽ tràn khắp nhỉ ha, đó như thế thôi. Con này cũng vậy thôi, tương tự như vậy thôi. Con này thì nó cũng đổ nước ở bên hông luôn anh em. Này, đổ nước ở bên hông luôn này. Đây nó quá đã ấn vào. Đó, thấy chưa? Đổ nước ở bên hông. Đấy, ấn vào, ấn ra. Ấn vào, ấn ra. Cái này là 50 lít nhá. Này thì thích hợp cho anh em dùng gia đình hay là trong những cái phòng ngủ này, hoặc là anh em công nhân, nói chung là rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp nhá. Rồi giá rẻ hơn thị trường là 500.000 một cái. Hiện tại là mình đang bán là 1.800.000. Là giá bên mình đã bao ship rồi. Anh em được kiểm tra hàng này, anh em được test máy này. Chế độ bên em vẫn bảo hành của hãng là 1 năm nhá. Đấy, 1 năm bảo hành. Anh em thấy là giá cả rất là hợp lý nhá. Anh em được kiểm tra hàng, anh em được test máy nhá, được thoải mái thử dùng trước khi thanh toán tiền. Thấy anh thấy đẹp không? Quá đẹp. Mọi người thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp nhá. Thì bên mình về hai cái mẫu này, mẫu là 80 lít và mẫu là 50 lít. Của bên mình là rẻ từ 500 đến 1 triệu một con nhá. Mình cũng xin nhắc lại là con này là mình đang bán là 1.800.000 bao ship 50 lít. Con này là 80 lít là mình bán là 2.800.000 nha. Anh em có thể tham khảo các cửa hàng, các đại lý lớn trên toàn quốc với cái mã thương hiệu Hakari chính hãng như thế này ha. Giá rất là phù hợp với anh em, giá công nhân luôn ha. Rồi bên em mình là miễn phí ship nha. Miễn phí ship giao hàng toàn quốc. Anh em được thử máy và test máy ha. Đồng thời cũng rất là chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi ha. Cũng như là hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của bên mình. Quên mất test cái máy này cho anh em luôn, để anh em kiểm tra máy về cái độ mát của cái máy này nhá. Độ quay, độ êm. Nó đã lắm. Nói chung là khi mà anh em nhận máy thì chắc chắn là anh em mình cũng là vui vẻ là xuống tiền thôi. Bởi vì với một cái chất liệu máy này thì phải nói là rất là ok. Đây, chế độ đây nó bơm đây. Đây nó đã quạt đây anh em, nó rất là mát nhá. Đấy nó cực kỳ mát ha. Mát lắm. Anh em mà đổ nước vào và bơm nước lên thì phải nói là phê luôn. Bao cho anh em mình giấc ngủ tuyệt vời. Đặc biệt là anh em nào mà có những ông bà cha mẹ lớn tuổi về cái mùa nóng như thế này thì nên liên hệ với shop để được đặt hàng ha, để được tư vấn miễn phí ship toàn quốc nhá. Giá rất là rẻ cho anh em. Và cuối cùng thì em mình cũng xin kết thúc ở đây. Hôm nay số lượng về rất là nhiều ha. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã dành ít thời gian theo dõi video. Cảm ơn anh em hãy đăng ký kênh cập nhật những video mới nhất nha. Rồi bây giờ anh em có nhu cầu thì hãy nhấc máy alo hai số hotline góc trái màn hình để được đặt hàng. Và bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em.